nghệ sĩ Trần Hạnh qua đời. Nghệ sĩ Trần Hạnh qua đời ở tuổi 92 lúc 2 giờ 50 phút ngày 4 tháng 3. Chị Hồng, con dâu nghệ sĩ cho biết ông mất trao vòng tay các con, cháu. Trước Tết, nhiều đạo diễn muốn mời ông đi đóng phim hài. Nghệ sĩ háo hức, rất muốn tham gia nhưng vì sức khỏe yếu, ông đành ở nhà. Từ khi nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân năm 2019, ông đóng thêm vài quảng cáo. Những năm qua, sức khỏe ông xuống dốc, mắc bệnh tim mạch, bị hỏng một mắt, và một số bệnh tuổi già, ông nằm viện một thời gian trước khi qua đời. Ông có 7 người con nhưng 3 người đã mất, cuộc sống của ông trải qua nhiều vất vả, nhiều năm trời chăm vợ ốm liệt giường cho tới khi bà mất, về già Trần Hạnh phải chăm người con trai ngoài 40 tuổi bị chấn thương não vì tai nạn, mới đỡ hơn vài năm nay, tuy nhiên ông không cho mình là người bất hạnh, ông sống cuộc đời giản dị, không đòi hỏi quá nhiều, hài lòng với những gì đã nhận. Ở tuổi gần 90 khi được hỏi, tên ông là Trần Hạnh theo ông, hạnh này là hạnh phúc hay bất hạnh? Trần Hạnh cười tươi, hạnh phúc. Tôi được như ngày hôm nay là mừng lắm rồi. Lúc còn khỏe, ông thường ra cửa hàng quần áo của con dâu ở ga Hà Nội, phụ con bán hàng. Hình ảnh ông già khắc khổ trên phim và giản dị ngoài đời trở thành quen thuộc với nhiều khán giả. Mỗi lần có khách nhận ra mặt, ông đều chối nói, tôi không phải Trần Hạnh đâu. Niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời Trần Hạnh là được diễn xuất, ông từng nói. Có cho vàng cũng không thích bằng có vai diễn. Trần Hạnh sinh năm 1929, ông được công chúng yêu mến qua nhiều vai diễn gắn với hình ảnh người nông dân chất phác. Ông quen thuộc trong các phim truyền hình khi đóng bí thư đảng ủy của làng nổi, bố An trong chuyện cổ tích tuổi 17, bố Lài trong tướng về hưu, ông Khiển trong người cầu may, ông Lâm trong chiếc bình tiền kiếp, bố Mai trong hãy tha thứ cho em. Ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú ngày 25 tháng 1 năm 1994. Năm 1996, ông giành giải nam diễn viên xuất sắc trong phim truyện Nước mắt đàn bà tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 11. Tại Liên hoan Truyền hình Toàn quốc năm 2010, ông nhận giải cống hiến cho vai ông Thống trong phim Ngõ lỗ thủng của đạo diễn Quốc Trọng. Những năm 1970, 1980, ông có nhiều vai diễn thành công trên sân khấu Nhà hát kịch Hà Nội, điển hình là vai Nguyễn Trãi trong vở kịch Thơ Lam Sơn tụ nghĩa. Ngoài ra, ông còn đảm nhiệm một vai chính trong các vở tiền tuyến gọi, âm mưu và tình yêu. Nhà viết kịch Lưu Quang Vũ từng dành cho Trần Hạnh lời khen. Bốn năm người đóng vai Nguyễn Trãi, riêng Trần Hạnh có phong thái hào hoa của người Hà Nội. Nhận được tin báo về vụ cháy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Xuân Quang kịp thời có mặt tại hiện trường, cùng các lực lượng chức năng chỉ đạo công tác chữa cháy. Hai xe chữa cháy của lực lượng công an cũng đã kịp thời có mặt tiếp đó còn thêm sự hỗ trợ của nhà máy Đức Giang thuộc khu công nghiệp Tăng Lòng, xe chữa cháy của an tỉnh và công ty môi trường huyện Bảo Thắng. Tuy nhiên do thời tiết khô hanh, bãi phế liệu lớn nên đám cháy diễn biến phức tạp trên diện rộng. Sau hơn 4 giờ đám cháy vẫn chưa được khống chế, mặc dù đã được bao vây dập dịch. Rất may không có thiệt hại về người, nhưng theo đánh giá ban đầu thiệt hại về tài sản không lớn. Nhưng việc không chế đám cháy không tiếp tục lan rộng thì gặp rất nhiều khó khăn. Khoảng 4 giờ sau khi đám cháy xảy ra, lực lượng chữa cháy vẫn tích cực khống chế, không để đám cháy lan sang khu vực nhà xưởng, gây ảnh hưởng đến hộ dân ở gần đó. Được biết, gần 3 năm trước, tại đây cũng đã xảy ra một vụ nổ lò hơi của nhà máy này, làm bị thương một công nhân và tốc máy nhà xưởng. Hiện quan chức năng đã tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy, rút kinh nghiệm cho công tác đảm bảo an toàn sản xuất, cháy nổ của các cơ sở sản xuất trên địa bàn. Các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa phẫu thuật thành công cứu một bệnh nhi nuốt phải dị vật là một chuỗi hạt kim loại kèm theo miếng nam châm gây thủng ruột và nhiễm trùng nặng. Nạn nhân là bé trai 6 tuổi được chuyển từ tuyến dưới lên bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh với biểu hiện đau bụng 3 ngày, ói nhiều, không đi cầu được, kèm theo trướng bụng sốt. Các bác sĩ kiểm tra và phát hiện hình ảnh tắc ruột kèm dị vật cản quang trong ổ bụng bệnh nhi. Gia đình không rõ bé nuốt dị vật từ khi nào. Bệnh nhi được hồi sức cấp cứu và chuẩn bị phẫu thuật ngay trong đêm 23 tháng 2. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thọ Đức, phẫu thuật viên ca mổ Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, dị vật là một chuỗi hạt kim loại nhỏ kèm đai ốc và một miếng nam châm hình chữ nhật dài 2cm, rộng 1cm. Miếng nam châm hút các mảnh kim loại gây tắc nghẽn ruột và hoại tử, thủng ruột. Ekip phẫu thuật phát hiện ruột non thủng 3 vị trí, dỉ phân vào ổ bụng gây nhiễm trùng nặng, sau 2 giờ phẫu thuật, dị vật được loại bỏ, vị trí ruột thủng được khâu kín, ổ bụng được bơm rửa sạch và dẫn lưu. Bệnh nhân được điều trị tích cực sau mổ và hiện tại sức khỏe đã ổn định. Một chiếc xe container đã bị rơi xuống vực sâu trên đèo Bảo Lộc thuộc quốc lộ 20, đoạn qua huyện Đạ Hoai, Lâm Đồng, sau khi xảy ra va chạm với xe tải vào lúc 16 giờ 25 phút ngày mùng 2 tháng 3. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe container kéo theo rơ móc biển số Thành phố Hồ Chí Minh do tài xế Trần Thanh Liêm, chú ở Kiên Giang điều khiển, đi theo hướng Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh, đến gốc cua gần tượng Đức Mẹ thì xảy ra va chạm với xe tải mang biển số 51C31857 do tài xế Nguyễn Chí Thông, chú ở Thành phố Hồ Chí Minh điều khiển chạy hướng ngược lại. Sau đó, xe container lao sang bên kia đường và rơi xuống vực sâu khoảng 30 đến 40 mét. Tài xế chỉ bị xây sát nhẹ chiếc xe tải bị bóp méo phía bên tài xế. Nhờ được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Xe container chở hàng chục tấn nông sản nên lực lượng cứu hộ gặp khó khăn khi cầu xe lên khỏi hiện trường, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện qua đèo Bảo Lộc. Đây là vụ tai nạn giao thông thứ ba trên đèo Bảo Lộc trong vòng một tuần qua. Và trước đó, ngày 24 tháng 2, tại khúc cua gần tượng Đức Mẹ trên đèo Bảo Lộc đã xảy ra một vụ tai nạn do xe ô tô tự đâm vào vách tường đá bên đường khiến bốn người trong một gia đình thương vong. Trong đó thì bao gồm một người chết và ba người bị thương. Tiếp đó, vào tối ngày 26 tháng 2, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra do xe container đâm liên tiếp vào 5 ô tô và một xe máy ở gần chân đèo Bảo Lộc nhưng không có người thiệt mạng. Thưa quý vị, trong thời gian qua, rất nhiều tai nạn đường sắt đã xảy ra trong cả nước mà hầu hết là tại những đường ngang dân sinh băng qua đường sắt. Thế nhưng hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn còn tồn tại nhiều đường ngang tự phát. Và đáng nói hơn là những đường ngang này lại nằm ngay đầu ở các con dốc, gây thoát tim cho những ai nhìn thấy. Chia sẻ của khán giả Vũ Văn Hội có số điện thoại 0904, 3 số cuối 914. Tại xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa có một đường ngang dân sinh trên ngọn đồi đâm thẳng băng cắt qua đường sắt Bắc Nam. Do đường ngang nằm gần khúc cua quẹo của đường dây, chỉ cách chưa đầy 100m lại bị che khuất tầm nhìn, nên người dân chạy xe máy khi vượt qua đường dây sẽ không kịp trở tay nếu có chuyến tàu xuất hiện ngay lập tức. Tương tự tại xã Vĩnh Lương, rất nhiều đường ngang tự phát nằm ngay đầu dốc để đi vào các nhà dân trên đồi, khiến mỗi lần qua lại, người dân phải chạy xe, rú ga, leo qua đường dây nguy hiểm nhất là con đường ngang dân sinh nằm tại thôn Văn Đăng. Do đường ngang này nằm ngay đỉnh con dốc, xe máy vừa rú ga leo đến đỉnh thì lập tức băng qua đường dày. sau đó lại đổ dốc xuống, được người dân gọi là đường ngang tử thần. Vì nơi đây đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn chết người thương tâm do xe máy không kịp xử lý khi phát hiện tàu hỏa chạy đến quá gần. Cùng với nhiều tỉnh thành trên cả nước, học sinh, học viên toàn tỉnh Bình Định đi học lại sau thời gian nghỉ để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản chỉ đạo các địa phương, các trường trực thuộc chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh đến lớp. Trường học ở các địa phương đã tổ chức dọn dẹp, lau chùi bàn ghế, chuẩn bị dung dịch sát khuẩn, hệ thống nước sạch, một số trang thiết bị y tế cần thiết để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Tại thành phố Quy Nhơn, Phóng dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các trường học trên địa bàn chủ động cơ sở vật chất, tổ chức chuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho học sinh trong phòng chống dịch bệnh. Khi quay lại trường học, học sinh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh. Ở huyện Tuy Phước, phóng dục và đào tạo huyện chỉ đạo hiệu trưởng chủ các cơ sở nhóm trẻ lớp mẫu giáo tư thục trên địa bàn huy động toàn thể viên chức người lao động thuộc đơn vị mình tham gia vệ sinh khuôn viên nhà trường phòng học phòng chức năng phòng thực hành vệ sinh bàn ghế thiết bị dạy học đồ dùng đồ chơi trong tuần đầu của tháng 3 năm 2021 Tất cả các cơ sở giáo dục trực thuộc trong huyện không tổ chức các hoạt động ngoại khóa, không tập trung học sinh toàn khối hoặc toàn trường. Ở thị xã Hoài Nhơn, ngoài đảm bảo các điều kiện an toàn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch, tất cả lớp ở các trường trực thuộc đều phải được lắp camera, thuận tiện cho hiệu trường chỉ đạo trong tiết chào cờ và theo dõi giờ hoạt động ở trong lớp.